sắp tới chưa chị? Bị hư cái máy. Trời ơi, đang đi ghe mà hết xăng hả trời? Không, nó bị cuốn rác vô bánh lái. Và bây giờ chúng ta sẽ coi có khách mời nào sẽ thực hiện thử thách đầu tiên nha. Xin mời, mở cửa bước ra là Phương Mỹ Chi. Xin chào bà con, bữa nay bà con nhớ giúp Mỹ Chi để chiến thắng cuộc thi này nha. Vỗ tay lên bà con ơi. Con đếm 1, 2, 3 mình bấm vô nha chú. 1, 2, 3, bấm. Thử thách 1, người chơi tìm đường đi đến chợ phường 4 thành phố Vị Thanh để nhận nhiệm vụ từ chương trình. Chạy. Cái này mà không có bà con chở là không biết đi bộ chừng nào mới tới á. Chị bán cho em một giỏ trái cây nào cũng được. Nhiệm vụ tiếp theo, tìm đường đến bến phà ở chỗ bán cá của chợ phường 4 để tìm cô Việt Hương và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Dạ dạ, bây giờ con phải đi bộ hay là con nhờ người chở nữa? Đi bộ con, đi bộ đi con. Đó. À, cô Việt Hương! Trên đường di chuyển từ chợ đến nhà chú Năm tặng giỏ quà, hát là 5 bài. Đọc tên bài hát, nếu đúng thì sẽ nhận được 4 mã số. Đường dù sao bước, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Ôi rồi! Bây giờ số tiền chúng ta đang có là 14.900.000 nha con. Lên ơi, con Hương ơi. Chú Năm ơi. Chú Năm ơi. Chú Năm à. Đây hả chú Năm, đây hả chú. Dạ. Trời ơi mừng quá. Con chào chú Năm. Tặng quà con chú Năm. Con chào ông. Rồi thành công rồi. Vỗ tay bà con ơi, tiền được rồi. Dạ, bây giờ con phải hát một câu lẹ. Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ, nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Em đi trên con non mộng, bài gì ta? À, nắng hạ đi mây trôi lang thang, miền Cần Thơ gạo trắng nước trong. Hồi nãy cô Hương lên xuồng cô Hương hát. Bây giờ Chi đang nhớ là những bài hát mà nghe trên đường đi á, để hát lại. Bye bye gì nè. Còn đâu đây tiếng không phải giấc. Không phải, bài buồn lắm. Bài nói à, từ là đúng rồi, dạ dạ. Năm bài. Tên năm bài. À, năm bài. À, dạ cổ Hoài Lan. Đúng rồi. Em đi trên cỏ non, còn xuân đâu đắng một xa hè, áo mới Cà Mau, quê mùa nước lũ. Đúng rồi, đây. Rồi giờ có giấy rồi. Có mã số rồi bà con ơi. Mã số 5859. Xác nhận. Số tiền là 12.451.768 đồng. 12 triệu hơn. Đây.